bài mới nữa là bắp chuối hộp làm gỏi. Đây là khâu mình chuẩn bị bắp chuối, múc nước, múc một ít nước chưa thao, và lấy bắp chuối sắc cho nhuyễn ra, sắc cho mỏng, càng mỏng càng ngon. Mình đang sơ chế bắp chuối. Làm gỏi tốt nhất là làm bắp chuối hộp, vì bắp chuối hộp nó trắng, nhìn nó rất là ngon. Còn những loại bắp chuối khác không bằng, nó không có cái màu trắng tinh khiết gì. Bắp chuối hộp mình sắc mình để lâu nó cũng không có bị đen. Còn những cái loại bắp chuối khác mình để lâu hồi nó đen. Cho nên làm gỏi tốt nhất là sử dụng bắp chuối hộp. Ở vườn ở quê dễ kiếm bắp chuối hộp lắm. Ở chợ thì bắp chuối hộp bán mắc dữ dằn, mình ở quê mình dễ kiếm. Rồi được rồi, xong rồi. Như vậy mình đã sơ chế bắp chuối xong rồi, bây giờ tiếp tục là mình chuẩn bị cái khâu chiên đậu hũ cộng tươi để mình chuẩn bị làm gỏi. Đây là đậu hũ cộng tươi, mình chiên cho vàng lên. Cho ra dĩa. Đây là món đậu hũ cộng, nhưng mà người ta lấy tươi á, mình chiên lên nó giòn lên nhưng mà nó mềm, nó không có bị cứng. Mình trộn gỏi rất là ngon. Bởi vì cái trong đậu hũ cộng nó xốp sẵn rồi, nó không có bị cứng. Khi mình chiên giòn lên cái nó xốp, nó mềm ngon lắm. Và tiếp tục. Chuẩn bị cái khâu nước trộn. 2 muỗng bột ngọt. Một muỗng hạt nêm. Và hơn nửa muỗng đường. Rồi mình cho giấm vào. Hôm nay mình trộn gỏi bắp chuối với giấm. Giấm này là giấm trái cây nha các bạn, giấm táo. Giấm táo mình mua trong siêu thị. Nhìn không? Giấm táo rất là ngon. Để mình trộn gỏi hay nấu canh chua hay làm nước tương gì cũng ngon hết á. Rồi, đậu hũ chiên cũng đã chuẩn bị xong. Nước trộn gỏi cũng đã chuẩn bị xong. Mình chuẩn bị ít rau đi trộn gỏi. Rau răm hay hoặc là rau thơm hay là cải xà lách thì cũng ngon hết. Rồi mình cho gỏi vô sao. Gỏi mình đã sơ chế hồi nãy rồi. Rồi mình sẽ cho nước giấm vô. Giấm mình trộn với bột ngọt, ít đường, ít hạt nêm. Thank you.
Rồi tiếp tục mình chọn cho đều lõi lên. Thì gỏi nó đều giấm với đồ nêm. Mình sẽ cho rau vô. Mình muốn cho cầu kỳ hay màu mè, mình sắc một ít cà rốt đỏ trộn vô cũng ngon, cũng hấp dẫn lắm. Mình sẽ sắc một ít cà rốt trộn vô nhìn cho nó ngon. Xong. Mình đã cho một ít cà rốt cho ta nhìn màu hấp dẫn hết chưa? Mình cũng có thể cho một ít ớt sa tế nữa. Mình tăng vị giác cay lên. Rồi cũng ngon. Một chút xíu độ cay làm cho gỏi nó cũng hấp dẫn nữa. Rồi xong, khâu sau cùng rồi mình để đậu hũ vô. Đây là đậu hũ ki tươi chiên giòn. Món này trộn gỏi rất là ngon. Làm cho độ giòn tan béo của đậu hũ hòa quện với gỏi chua chua ngọt ngọt. Là món gỏi chay rất là hấp dẫn. Để đãi khách thôi, hoặc là đám giỗ thôi, hoặc là để mình bữa ăn hàng ngày cũng đều hấp dẫn hết, cũng đều ngon cả. Rồi sau cuối cùng là mình sẽ cho ra dĩa. Hấp dẫn không? Nhìn rất là ngon. Đây là hoàn thành một dĩa gỏi chay vô cùng hấp dẫn. Mình chế biến món gỏi chay này rất là nhanh, nhanh gọn và ngon. Hấp dẫn đó. Hôm nay mình hoàn thành một món gỏi chay nữa đặc biệt. Xin mời thưởng thức.